Đồ Gỗ Hiền kính chào quý vị, lúc này đang là sáng ngày 13 tháng 4 năm 2018. Và clip này chúng tôi trân trọng giới thiệu bộ bàn ghế gỗ Vụ Ta Quảng Bình cột 10 x 6 thứ, và đây là hàng không chọn vân. Chính vì không chọn vân cho nó được định với một cái giá rẻ vô cùng. Chỉ cốt để bán tháo vốn là giá chỉ 30 triệu. Bởi vì tại sao vậy? Bởi vì những cái hàng chọn vân của chúng tôi ấy, là nó là 50 triệu. Nhưng mà những cái miếng vân đẹp thì đã làm lên những cái bộ đấy rồi và đã có lãi rồi. Vậy những cái này chúng tôi chỉ cốt là làm đủ để tháo vốn thôi. Và nói là không chọn vân, nói thôi như cái mặt bàn này vân cũng tương đối đẹp đây. Nhưng tất nhiên là những cái vân đẹp hơn chúng tôi đã đưa vào những cái bộ mà 50 triệu rồi. Cho nên tại sao mà đây chúng tôi cam kết 100% là gỗ Vụ Ta Quảng Bình. Gỗ thì rất là tốt. Đấy, và ở những cái thanh nào mà nó vẫn có vân đẹp thì nó vẫn nổi lên các cái chất vân sọc đen đây. Chỉ có cái Vụ Ta Quảng Bình nó có những cái gân đen như này thôi, còn Vụ Gia Lai thì nó không thể có những cái đoạn vân đấy. Đây ví dụ cái mặt này thì vân cũng tương đối đẹp, nhưng mà chỉ là tương đối thôi. Đây đôn ngồi đôn trà đây, và một chiếc ghế nữa đây. Như vậy là đủ bộ 6 thứ. Và xin nhắc lại với cái giá gọi là giá vốn sản xuất, chúng tôi chỉ bán ra với giá 30 triệu mà thôi. Giá thì rất rẻ. Nhưng mà vân gỗ thì nếu những bộ chọn vân ấy thì chỗ nào nó cũng vân được như thế này. Đấy. Nhưng đây là hàng không chọn vân. Thì nhắc lại là như vậy. Tại sao chúng tôi phải nhấn mạnh? Bởi vì những cái bộ ở cửa hàng hiện nay vẫn đang còn một số các bộ khác là nó đúng 50 triệu. Nhưng mà chỗ nào nó cũng vân đẹp. Hàng này thì là không chọn vân cho nên là giá nó chỉ là 30 triệu thôi. Mà có lẽ cũng chỉ có bộ này là 30 triệu thôi. Còn những cái bộ khác nó đẹp hơn thì có lẽ nó lên đến 35-40. Chúng tôi phải giải thích là cái giá cả nó tùy từng bộ một, chứ không phải là bộ nào cũng giống bộ nào. Cảm ơn quý vị và xin quý vị liên lạc với Đức Hiền theo số này.